qua để phục vụ Tết cuối năm. Nên là ngày 16 âm của năm tới năm 2022 này. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái nào là nước sạch cao cấp, bán gần 2 năm rồi mà mình chưa giới thiệu. Đây là dòng Clean Sin Up của Hàn này. Can 2 lít, giá ở bên Hàn là giá liên miết trên cleansin.com là 16.000 won. Nó tương đương với quy đổi cả tính theo USD chuyển đổi là nó rơi vào khoảng 370. Nhưng mà hiện tại mình vẫn bán cho hãng ở bên Việt Nam với cái giá đúng bằng bên kia là 360 theo giá cũ. Thế đâm ra là tại sao ở Việt Nam nhập về rất là khó, vì là nó sẽ chịu rất nhiều cái chi phí để về được Việt Nam đại diện cho hãng. Tại sao gọi là nước giặt cao cấp? Đây là cái lòng dòng rẻ nhất này, 306, loại này 1 lít của hãng IM nó rơi vào 550. Đấy, hơn 400 cái loại Ekelen này các bạn có thể tìm thấy trên Shopee, nó rẻ lắm. Nó cũng đấy. Nhưng mà mình giới thiệu qua về cái dòng loại bình thường này là Clean Sin Up 2 lít, nhưng mà theo cái chỉ số của đúng nhà sản xuất là 40 lít nó sẽ giặt được 7,5 cân đồ này. Đấy, nhưng tại sao nó cao cấp này? Các bạn có thể nhìn thấy các cái chỉ số ở đây này, các cái tiêu chuẩn của ISO 9001, 14001. Nhất là cái IAF này, IAF chỉ số cái xuất khẩu toàn cầu theo cái chỉ số về thân thiện môi trường nhá. Đấy, còn các tiêu chuẩn của Hàn thì không nói đâu. Đấy, đây để được một sản phẩm cao cấp nó phải đạt được những cái kiểm chứng của các cái đơn vị quốc tế để có thể xuất đi được. Và cái dòng Clean Sin Up này nó sẽ giặt được cho các sợi cốt tông silicac này, ly lông này, rayon, acrylic. Đấy, từ quy định chuẩn của nó sẽ giặt cho từng loại sợi. Còn một số cái dòng này sẽ giặt cho sợi đắt tiền hơn này, cái này là hàng chung này, còn loại đắt tiền nữa. Thì đâm ra hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là thế nào là cao cấp, chỉ ở mình cái gì ghi là cao cấp. Đấy, các cái tiêu chuẩn của nó sẽ được đăng ký và kiểm định, một số cái là sẽ kiểm định là kỹ sĩ, các cái so bảng so sánh với các hóa chất khác này. Đấy, các chỉ số tẩy này. Đâm ra là hôm nay mình sẽ giới thiệu qua về các bạn nước giặt cao cấp nó là thế nào. Còn một số dòng này nó sẽ chuyên giặt cho đồ jean này, cốt tông đen, mà những cái loại này không thể giặt khô được. Đó, một số cái dòng cao cấp hơn nữa thì nó sẽ có các cái tiêu chuẩn của thị trường của Mỹ, nó sẽ đạt những cái chứng chỉ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Đó, nó rất là, nó nói chung là nó khá là cầu kỳ trong cái kiểm định chất lượng. Cái này thì có thể giặt được cho các sợi, như dòng này giặt cho sợi của đồ thể thao ngoài trời này. Một số cái tiêu chuẩn rất quan trọng của nó ghi rất đây này, kiểm định của SRS tích sĩ này, tiêu chuẩn về chỉ số sức mạnh trong giặt tẩy này. Đây, cái tiêu chuẩn này nó kiểm định rất là khắt khe, nó đạt 3.6, tức là nó sẽ mạnh, nó bóc bẩn mạnh hơn gấp 3.6 lần nước giặt thông thường, nhưng mà vẫn chỉ số xanh, tức là chỉ số về hữu cơ rồi là về các cái chất có hại nó sẽ không có, nhưng vẫn đạt được những cái tiêu chuẩn của giặt tẩy. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thế nào là nước giặt cao cấp để cho ngành giặt là hoặc là một số ngành khác. Tiêu chuẩn ví dụ như những cái can lớn ở dưới này nó có thể giặt được, một cái can 20 lít này nó sẽ giặt được khoảng 3-4 tấn vải, 3-4 tấn vải tiêu chuẩn. Còn sau này thì mình đấy, trong các video mình hướng dẫn, như hôm nay mình giới thiệu thế nào là nước giặt cao cấp, bởi vì là một số bài xong mình phân tích về thế nào là mùi thơm, như là các cái vấn đề trong giặt tẩy mà nhiều người chưa hiểu biết. Đấy, chào các bạn nhé.